Mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Quay trở lại với clip hôm nay, anh Lợi giao lưu đa dạng mặt hàng với bà con của mình nha. Xin chào anh Lợi. Ôi, mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em cũng có lên một số mặt hàng lớn nha bà con, để báo giá cho bà con của mình. Qua số điện thoại em 0772 8772 78. Em ở tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình ủng hộ em những clip vừa qua nha. Thì đầu tiên hôm nay mã số N nha, đó là mã số 1N, ở một bộ bàn trường kỷ ngũ sơn nha bà con. Đó, bà con mình xem chất liệu gỗ gõ nha. Bộ này nói chung đã qua thời gian 5 tháng sử dụng rồi. Đó, tuổi đời là từ 3 tới 40 năm trở lên. Đó, hàng thì em bao làm tích liền lạc nha, không hề bị lỗi. Đó, cái nào có lỗi thì sẽ báo cho bà con của mình. Đó, bà con mình xem nha. Bộ này nói chung cũng khá là nặng nha, từ 400-500kg nha. Thì nó gồm có 3 món thôi, hai cái băng ghế và một cái bàn lớn như thế này. Đó, được cảnh ốc là vàng chanh theo thời gian, mặt bàn khá là to. Đó, mặt bàn trên đó là đá dân mây nha. Đó, bà con mình xem nha. Đó. Bộ này về thì bà con của mình khi đi thì em vệ sinh sạch sẽ thôi, về bà con mình cũng vẫn xài bình thường. Đó, bà con xem rất là nặng nha. Đó, cẳng ốc là cẳng tứ diện, từ bàn cho tới ghế luôn, mặt lưng, mặt trước, mặt sau, mặt bên hông cũng được cẳng kính luôn nha. Đó, xung quanh trên là cẳng những cái dây cúc dây, đó, nhìn rất là đẹp nha, chạy viền bà con mình xem. Đó, với cái chiều cao của cái bàn thì em đo lên tới là 76 nha, chiều ngang của bàn lên tới là 85. À, và tổng cái chiều dài của cái bàn này thì nó là 176, bàn rất là lớn. Đây, diềm bàn thì chiều sâu của diềm bàn lên nó là 25. Mỗi chân bàn có chiều dày là 1 tấc 2. Cẳng là cẳng tứ diện nha, mặt bàn đó là mặt bàn rời. Đó, khi đi em gã gáp, lắp ráp tận nơi cho bà con của mình đầy đủ hết. Ở chân bàn đó thì bà con mình xem, được chạm là từ chân tới trên luôn. Ở trên là góc là mặt bợm nha, bên dưới là đầu lăn đuôi cá. Đó, sau người ta mới cẳng ốc thôi. Đó, nhìn thịnh những con rồng và những cái tùng nai nè. Đó, tùng hạt nhìn rất là đẹp. Đó, mặt trước cũng như mặt sau như thế nha bà con, cẳng là cẳng tứ diện nha. Đó, đặc biệt là không có lỗi lầm gì hết, bà con mình cứ yên tâm. Bộ này nói chung hàng đã qua thời gian 5 tháng, hàng cũ nha. Đó, 3-40 năm thôi. Đó, gỗ là gỗ gõ. Đó, rất dày và nặng nha. Đó, rất là chắc chắn và cứng cáp. Ghế thì có hai băng ghế khá là nặng, mỗi băng ghế là từ 4 người khiêng lên nha bà con. Đó, 4 người khiêng mới nổi nha. Đó, rất là nặng và dày. Đó, những cái thành này nè đều là gáp bằng mỏng toàn bộ hết, gã gáp bình thường. Đó, gã gáp bình thường bằng mỏng hết nha. Chạm đây là một cặp hạt nè, chim hạt rồi nha. Bên đây là cũng là hoa mai. Đó, và những cây trúc, cây tre nhìn rất là đẹp. Diềm thì được chạm người ta cẳng nè. Đó, cẳng chỉ diềm nhìn rất là đẹp và hay nha. Đó. Bên sau lưng cũng được cẳng luôn nha bà con. Đo thông số báo bà con mình luôn. Chiều cao là 122 nha. Tổng chiều cao 122. Chiều dài của băng ghế luôn, cả hai tay hũ bì là 199. Đó. Chiều sâu ra hũ bì luôn là 60. Đó, nếu mà lọt lòng cái băng ghế này lên tới 55 mình có thể nằm mình nghỉ trưa được luôn. Mặt này mặt đá rất là mát. Đó, đá thì nó lên nước rồi, lên màu vàng chanh nhìn rất là đẹp. Đó, chân cũng được chạm là từ chân tới trên. Đó, và các mình xem rất là chắc chắn và cứng cáp luôn. Đấy. Đó, hoàn toàn gáp bằng mỏng hết nha. Cái này thì em chưa có lau chùi bụi bặm vệ sinh lại cho bà con của mình. Đó, khi đi thì em cũng lau chùi lại cho bà con của mình luôn. Đó, nếu bà con mình xem không rõ, nghe không kỹ thì kết bạn Zalo để anh em tư vấn cho bà con của mình xem phim. Đó, cho kỹ càng rõ ràng hơn nha, cũng như là quay trực tiếp cho bà con mình xem, cũng như là từng những cái chi tiết nhỏ như mặt trước mặt sau như thế nào. Đó, hoặc bà con mình đến trực tiếp nơi của em, bà con mình xem người thực việc thực chính xác hơn nếu bà con mình ở gần nha. Còn bà con mình ở xa thì kết bạn Zalo em tư vấn thêm nha. Đó, thì cái bộ trường kỷ ngũ sơn 3 món này em giao luôn cho bà con mình có giá là 60 triệu nha. Giá này là giá em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đó, 60 triệu là bao ship toàn quốc nha. Đó, bà con mình ở miền Tây thì em ship xe tải trong một ngày bà con mình có thể nhận được rồi. Đó, rất là đẹp. Đó, hàng thì sạch sẽ làm tích toàn bộ. Mã tiếp theo số 2N là một cây tủ bày đồ. Đó, cây tủ được người ta chạm móc rất là đẹp nha. Chạm là hình những cái dây nho. Đó, cây này là nói chung rất là sắc sảo cho bà con. Đó, con mình xem từ trên tới dưới đây. Đó, một cây tủ là mang cái tính chất là đẳng cấp quế xưa nha. Đó, trên đây là người ta kết tích nè, ba anh em kết nghĩa vườn đào. Đó, xung quanh là những cái chỉ diềm lọc hoa mai. Đó, con mình xem nha. Đó, hàng cũng làm tích liền lạc gỗ gõ luôn. Cây này nói chung tuổi đời cũng khá sâu nha bà con. Đó, 40-50 năm nha. Đó, đây, với cái chiều cao này em đo tổng á, lên tới đỉnh mão luôn là 2m29. Nó gần 2m3 đó nha, tới cái đỉnh mão luôn á. Đó, rất là cao, bà con mình về bài đồ, chân đồ thì rất là đẹp rồi. Chiều ngang phủ bì chỗ lớn nhất luôn là lên tới 1m09. Đó, 1m09 nha. Chiều sâu ra phủ bì là 34.
Đó, những cái ngăn ngăn này nè, mình để đồ được rất là nhiều đồ. Ở bên dưới là có những cái cửa, cửa con mình để đồ luôn. Đặc biệt chạm mà con mình xem nha, nhìn không thấy cái cánh cửa nằm hiện diện bên ngoài luôn. Đó, chỉ có cái chốt này mình mới biết nó là cánh cửa thôi. Đây, đó, và con mình xem nha, gỗ là một gỗ bên trong vẫn còn nguyên quạng. Đó, những cây này người ta chạm đục móc như thế này, nói chung cũng rất là kỳ công và công phu nha, cũng rất là lâu. Đó, chân là chân quỳ, đó, chân quỳ, chân móng hết nha. Đó, và con mình xem, bốn chân quỳ, rất là dày dặn. Đó, chạm xuống tới viền luôn, cây này đặc biệt người ta chạm nhìn rất là đẹp. Những cái tủ khác thì nó không chạm được như thế này đâu. Đó, và con mình xem nha, cái bình phong sau lưng nè, hình chim hoa nữa nha. Đó, cây này em giao lưu và con của mình có giá là 28 triệu nha. Giá này là giá bao ship và con mình là toàn quốc luôn đó nha. Đó, và con mình xem cây rất là lớn, trên phí ship đi xa phí rất là cao và con mình cũng am hiểu và thông cảm, cũng như bà con mình ở xa nha. Đó, còn ở gần thì em ship cũng rất là mau, xe thì em vận chuyển tới nhà cho bà con của mình. Đó, lắp ráp vận chuyển bao hết toàn bộ. Đó, 28 triệu bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi đến với mã số 3 này là một cái giường lười nè, giường lười gỗ gõ xưa nha. Cái này nói chung là cũng theo thời gian năm tháng rồi, còn đóng bụi bặm rất là nhiều, em chưa có vệ sinh lại luôn. Đó, hàng thì dày dặn cứng cáp nha. Đây em đo báo thông số cho bà con của mình. Với cái chiều cao của cái chiếc giường lười này thì nó 94. Đó, 94 nha, tổng cái chiều dài phủ bì luôn cả thành luôn là 180. Đó, 180 nha, chiều sâu ra phủ bì luôn là 80. Nếu mà lọt lòng em đo nó lên tới là 74. Đó, cái lá giữa này nó liền một lá mi này, một lá giữa này nó liền thì nó khoảng là 50. Đó, 50 nha. Ở gỗ cỏ nguyên miếng. Phía sau lưng này người ta cũng chạm mà. Đó, chạm chim hoa nha bà con. Đó, bà con mình thành này cũng rất là dày, thành này em đo là 4 phân. Đó, cái thành cũng thành dày 4 phân. Chân là chân bóng. Bà con của mình á, sưu tầm về mình có thể để những nơi mình làm việc hoặc mình nghỉ ngơi vào những cái ngày buổi trưa á, mình không có chỗ nằm chỗ nghỉ, mình sưu tầm để mình nằm nghỉ cũng rất là hợp lý nha. Đó, nó gọn gàng cho bà con của mình. Đó, và đặc biệt nó là một cái loại gỗ đã theo thời gian 5 tháng rồi, khô ráo hết rồi, bà con mình cứ yên tâm khi mình về mình xài sử dụng nha. Có vấn đề gì thì cứ liên hệ bên em bao mối ngọt bà con mình không mối ngọt nha. Đó, đây theo thời gian 5 tháng luôn. Thì chiếc giường lười này em giao lưu với bà con mình giá 16 triệu nha. 16 triệu đồng nha bà con, bên ngoài rộng lớn lắm nha. Nằm ngồi nghỉ ngơi rất là thoải mái. Đó, bà con mình xem nha. Đó, rất là chắc chắn và cứng cáp. Đó, 16 triệu là em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đó, và bao kiểm tra hàng nha. Rồi mã số tiếp theo số 4 đó là một cái bàn trà Huế xưa, gỗ gõ mặt đá văn mây. Thì cái bàn này nó không dưới 40-50 năm thì nó cũng có lỗi lầm chút đỉnh, thì em cũng báo quay và báo chi tiết cho bà con của mình luôn. Đó, có lỗi thì em báo lỗi nha. Đó, bà con mình xem đây. Đó, thì cái điểm lỗi của nó là nó bị găng cái mặt đá trên. Đó, găng bên đây và găng bên đây nha. Đó, nó găng tóc gió nha bà con. Đó, mình vẫn xài sử dụng được. Đó, rất là đẹp. Thì gỗ nó gỗ gõ theo thời gian, nói chung hàng xưa có những cái nguyên vẹn, có những cái lỗi lầm thì nó cũng vẫn có chứ phải không có, nhưng mà cái nào lỗi thì em báo trước cho bà con của mình để trước khi về bà con mình nhận á, mình không có mà mình nghĩ là nó lầm tích nha. Đó, thì cái nào lỗi em báo lỗi. Đó, cây này thì có cái chiều cao em đo là 21, đường kính mặt bàn là 55, tổng cái chiều dài cái mặt bàn như thế này là 1m nha. Đó, cao là 21 nha. Bốn chân là bà con mình xem chân ốc sên, chạm đục diềm là tứ diện, gỗ gõ khô ráo theo thời gian nha. Đó, mặt là mặt đá, bị lỗi là nó bị tóc gió trên đây. Đó, phần trên nha. Thì cái bàn này em giao lưu giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi, hàng chuẩn xưa nha, 4.500.000. Đó, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Rồi tiếp theo đến với mã số 5, đây là một cái bàn trà Huế nữa nha. Ở bàn này thì nói chung hoàn toàn đều là gỗ gõ hết luôn cả mặt, và đặc biệt cái bàn này người ta chạm đục tứ diện, chạm luôn ở trên mặt phía trên. Đó, hoa văn là những cái bảo bối và chi tiết đó bà con mình xem. Đây, đó là những con dơi xung quanh bốn góc nha. Đó, và những cái như là hầu lô nè, cuốn thư đồ nha. Đó, đây bàn trà Huế gỗ gõ nha bà con. Bên dưới người ta chạm đục tứ linh nha, long lăng quy phụng. Đó, chiều cao cái bàn này thì nó lên tới là 23, chiều dài cái bàn thì nó khoảng là 95 thôi. Đó, còn chiều ngang của bàn là nó 45 nha. Bốn cái chân thì đều chạm đục hình mặt bọm hết. Đó, rất là đẹp, xung quanh này long phụng, đó, và tứ linh, đó, long lăng quy phụng nha. Đó, chân bàn và mỗi chân bàn nó dày lên tới là 7 phân, dày nhất nha. Chạm đục thế này là tứ diện. Đó, đây là chú Huy, Huy ra, để bà con mình xem nha. Rất là dày. Đó, bàn thì lần tích nha, cái này thì lần tích 100% nha. Nó hàng đã qua thời gian 5 tháng. Chiếc bàn này em giao lưu giá 4.8 triệu nha bà con. Một chiếc bàn trà kỷ Huế xưa nha, 4.800.000 đồng nha. Đó,
Rồi mã số 6 N là một cái bàn bán huyệt được cẳng ốc. Đó, cẳng ốc này là ốc vàng chanh theo thời gian. Đó, bàn này từ khoảng hai mấy ba chục năm. Nhưng mà hàng cũng lần tích nha. Đó, hàng lần tích toàn bộ mặt đá dân mây luôn. Đó, bà con xem. Thường người ta để vào vách tường á. Đó, mình có thể kê đồ, chân đồ, bày đồ hoặc mình có hai cái ghế hai bên nữa nha. Mình ngồi uống nước trà. Đó, chiều cao cái bàn này thì em đo nó 79 thôi. Chiều dài bàn này là 90 nha. Đó, còn cái chiều sâu này vô là nó khoảng 45. Đó, bàn này là bàn bán nguyệt nha bà con. Đây, bàn bán nguyệt. Đó, lần tích liền lạc. Đây, những cái đường cúc dây, dây leo người ta cẳng nè. Đó, không treo vào đâu, hàng rất là dày. Bên dưới là chạm chim hoa. Đó. Đây, bàn bán nguyệt nha. Cái bàn này thì nói chung cũng rất là cứng cáp và cũng khá nặng nha bà con. Đó. Cái này thì em giao lưu với bà con mình giá chỉ 9 triệu rưỡi thôi nha. 9 triệu 500 ngàn. Đó, giá bao ship tặng nhà rồi nha, bao kiểm tra hàng luôn. Đó, rồi đến với mã số 7N là một cái bàn bán nguyệt nữa nha, cũng là gỗ gõ. Cây này thì nó nhiều tầng, nhiều ngăn lắm, mình có thể kê chân được nhiều đồ bên dưới luôn đó bà con mình xem nha. Đó, gỗ này thì nó theo thời gian người ta xài nhiều, nó đã lên nước, nó bóng nè. Có mặt thì nó hơi chạy sơn trên phía trên thôi, chứ không hề vấn đề gì nha bà con. Chiều cao cái bàn này thì em đo luôn là nó 74. Dài của cái bàn là nó khoảng 79 nha, chiều sâu của bàn này thì nó lên tới 40. Đây bà con mình xem nha, gỗ gõ nha, rất là đẹp. Quán gỗ nguyên con đều là gỗ gõ hết. Đó, kiểm tra hàng, test hàng, đúng gỗ, đúng chất lượng bà con mình nhận, không đúng hàng về cho em. Cây này đã qua thời gian 5 tháng nha bà con. Đó, cái này em giao lưu giá 4 triệu rưỡi thôi, 4 triệu 500 ngàn nha. Rồi tiếp theo mã số 8 là một cái bức bình phong. Đó, bức bình phong này là phong thủy nha, 12 con giáp nha bà con, tí sửu dần mẹo nha. Đây theo hướng theo lối đầy đủ hết. Đặc biệt nó là gỗ cẩm lai. Đó, gỗ cẩm lai và được cẳng ốc Singapore nữa nha, nên cái bức này nó khá là đẹp và giá trị. Đó bà con mình xem giúp em. Với cái chiều cao thì em đo nó lên tới 64, chiều ngang cái phần khung ở trên là 33 nha. Chỗ vị trí rộng nhất đó là 42. Đó, và chiều sâu luôn, cái đế sâu nhất là nó 15 đi. Đó, con mình xem nha, cẳng ốc là khỏi chê rồi. Đó, cẳng những cái loại linh vật nè, 12 con giáp rồi nha. Đó, những cái này cái gì này cũng khá là dày. Nó dày 2,5 phân nha, đặc biệt là gỗ cẩm lai nha bà con. Mặt sau lưng đây bà con mình xem đây nha. Đó, gia cố đầy đầy đủ sạch sẽ, sáng bóng. Đó, 12 con giáp, em giao luôn giá 6 triệu rưỡi nha, 6 triệu 500 ngàn đồng, bao ship, bao kiểm tra. Tiếp theo là mã số 9, em có một cây đờn tỳ bà hàng Tàu nha bà con. Cây này là gỗ mà người ta vẽ vàng tô son nha. Đó, bà con mình xem. Đàn này nói chung hàng Tàu xưa nha, tuổi đời cũng khá là sâu nha bà con, sâu tuổi nha. 9N. Với cái chiều dài này em đo luôn cái phủ bì là nó... Nếu mà phủ bì như thế này thì nó lên tới 92 lần. Còn cái chỗ lớn nhất này nó 28 nha. Đó, còn chiều dày lên là nó 8 phân. Đó, nó gồm 4 dây. Đây bà con mình xem 4 dây nha. Cái này thì mình tăng đơ lên xuống được 4 cái móc của nó nè. Mình tăng thẳng ra. Vẫn xài, vẫn sử dụng được bình thường. Đây mặt sau lưng vẽ cũng khá là đẹp nha bà con. Sơn thủy rất là đẹp. Đó, chuẩn hàng Tàu nha. Đó, cái này em giao lưu giá 4 triệu rưỡi, 4 triệu 500 ngàn đồng nha. Rồi mã số 10, em có một tác phẩm đây là một cái đao đá nha, đao đá phong thủy cho bà con của mình sưu tầm. Đó, bà con mình xem cả liền chiếc hộp của nó luôn. Đây là một loại đá serpentine liền nguyên khối. Đó, được người ta chạm đục chế tác thành một cái đao rất là đẹp. Đó, đó là một cái đao mà người ta chạm rồng trên đây này nha bà con, thanh long đao đó nha. Chiều dài tổng này thì em đo nó lên tới là 78 nha. Đó, còn cái chiều rộng nhất luôn đó, nó tới 13 luôn nha bà con. Độ dày này của nó là khoảng 4 phân, rất là dày và nặng. Đây bà con mình xem đây nha, mình trưng bày trưng phong thủy, trưng decor khá là đẹp nha. Đặc biệt là đá serpentine liền nguyên khối. Đó, không hề bị lỗi nha. Cây này thì em giao lưu cho bà con của mình. Đó, có giá là 3 triệu 8 nha bà con. Đó, có luôn ca kèm theo chiếc hộp như thế này nha. Đó, hàng trưng phong thủy decor khá đẹp nha. Rồi tiếp theo là mã số 11N. Em có là một cái tô. Một cái tô Tàu ngũ sắc luôn, khá là đẹp. Đây bà con mình xem vẽ là mà ánh hào quang luôn nha. Đó, vẽ vàng thiết vàng luôn. Đó, màu xanh tím chôn đế chuyện đây. Cây này nói chung hàng này tuổi đời khá là sâu. Đó, chứ cây này nó cái tô này tuổi đời không dưới 50-60 năm trở lên. Đó, bà con mình có thể xem và cảm nhận nha. Cái đường kính này thì em đo là 20.5-20 đi. Tổng cái chiều cao này nó khoảng 10 phân thôi nha. Đó, bà con mình xem đây, rất là đẹp nha, từng cái chi tiết nha. Đó, người ta chạm rất là đẹp. Đây. Đó, đây cái này thì nó bị lỗi sau lưng này chút xíu nè nha, nó bị lỗi chỗ này. Nói chung hàng này tuổi đời sâu tuổi rồi, nó có lỗi thì báo bà con của mình. Đó, và giá cả của nó cũng hợp lý cho bà con của mình luôn. Đó, này là men chải em giao lưu có giá là 1 triệu nha bà con, 1 triệu nha.
một cái tô tàu xưa. Rồi đến với mã số 12, em có một cái đĩa phúc lộc thọ nha bà con. Đó, đĩa màu phúc lộc thọ gốm sứ nha. Đó, bà con mình trưng phong thủy thì rất là tốt, giá nó cũng mềm thôi. Đường kính đĩa thì 26 thôi nha. Đó, phúc lộc thọ gia đình ai cũng phải có hết nha, có phúc có lộc có thọ hết. Đó, hàng làm tích không hề nước mẻ nha. Một chuyện đây, hàng này là hàng tàu nha. Đó, nói chung hàng cũ thôi. Cái này thì giá chỉ có 500.000 thôi nha bà con, 500.000 đồng. Rồi tiếp theo mã số 13 thì em có sưu tầm về được một cái thùng trà. Đó, một cái thùng này là thùng người ta đã niêm phong rồi, em cũng không có tháo ra luôn. Đây là một cái ổ khóa của nó, chìa khóa nó vẫn còn nằm bên đây. Thì bên trong nó là trà, đó là bách trà hoặc là trà phổ nhĩ nha. Đó, trà thì người ta lên men thời gian lâu người ta vẫn xài được, nó vẫn sử dụng được, càng lâu sử dụng càng ngon. Đó, bà con mình xem nha. Thì thùng này thì hoa văn bên ngoài bà con mình xem nè, nhìn thôi cũng biết là rất là đẹp và giá trị và bắt mắt rồi nha. Đó, thùng cũng khá là lớn. Đây có hai cái quai hai bên luôn nữa nha. Đó, để em đo báo kích thước cho bà con của mình. Chiều cao là 31, dài là 40, chiều rộng là 26 nha. Đó, thì hàng em sưu tầm giao lưu thì em để nguyên con như thế này, không khui không mở ra, về bà con mình tự bóc nha. Đó, tự tháo ra luôn nha bà con. Cái này thì em giao lưu giá 6 triệu. Đó, 6 triệu đồng em bao ship toàn quốc nha. Rồi đến với mã tiếp theo là số 11 ở 14. 14 là một cặp bình gốm sứ Biên Hòa. Đó, bình này cũng là một cái bình, cặp bình này tuổi đời 40-50 năm. Đây là một cái tích á, tích xưa nha. Đó, tích này là những buổi phiên chợ của ngày xưa mình nè. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Những cái người cô gái Việt Nam đó, mặc áo dài và đội nón lá nha. Đó, bà con mình xem mang cái tính chất phong văn hóa của người văn tộc từ xưa đến nay Việt Nam mình. Với cái chiều cao của bình em đo là 63, đường kính miệng là 23 nha. Quành cổ này là 43, quành bụng là nó 91, hàng em bao lành tích liền lạc, miệng bình là 22 da, mang ngoại quyến theo thời gian nha, không hề nứt mẻ hay tóc chó. Đó, lành tích hết, chôn đế một chuyện đây bà con mình xem giùm em. Đó, không hề lỗi nha, buổi khuyên chợ. Cặp này em giao lưu cho bà con mình một cặp có giá là 6 triệu nha. Đó, 6 triệu đồng. Đó, bà con mình xem. Đó, chợ. Đây, chợ thủ Bình Dương. Đó, bà con mình xem nha. Đó, rất là đẹp, vẫn còn in hiệu đời trên đây luôn nè. Đó, bà con mình xem. Đó, 6 triệu một đôi bao ship tận nhà. Mã số tiếp theo 15 là em có một cái chiếc bình rồng. À, một chiếc bình rồng gốm Biên Hòa. Bình này nói chung cũng khá xưa rồi, cũng gần muốn cổ rồi nha bà con, men hay da nha. Đây bà con mình xem lông phụng. Đó, chiều cao cái bình này em đo 40, đường kính miệng 15, quành bụng là nó 58. Thì nó bị tóc gió ở trên này, đó, một đường chút xíu ở này khoảng tầm 3 phân. Ở bên này chút xíu nó bị tóc gió thôi, chỉ bên đây, bên dưới thì không có nha. Đó, còn lại thì nó cũng lỗi này chút đỉnh nữa nè. Đó, bà con mình xem giúp em đã xử lý. Nói chung cái bình này tuổi đời nó khá là già rồi. Đó, nha bà con. Đó, nói chung khá là xưa rồi. Đó, đây, lông phụng. Bình này thì em giao lưu cho bà con mình giá 800.000 thôi nha. Đó, bao chuẩn đồ xưa cho bà con của mình. Đến với mã tiếp theo 16, em có một bộ tranh tích tứ quý nè, ốc hoàng tranh theo thời gian. Ở trên người ta cẳng là tích bát tiên. Đó, 8 vị tiên nha. Đó, bà con mình xem này, người ta chạm hình nhô lên được cổ luôn. Đó, ốc thì ngã màu hoàng tranh theo thời gian khá là xưa. Bộ này nói chung em sưu tầm được cái giá cũng mềm, hôm nay để bà con mình giá hữu nghị luôn nha. Cái chiều cao cái bức này á, mỗi bức á, thì em đo nó 1 mét, chiều ngang của mỗi bức thế này là 30, dày khung tranh là 3 phân thôi. Đó, tích tứ quý nha, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Ốc bên ngoài ngã màu quả trầu theo thời gian, nhìn rất là đẹp, rất là xưa nha bà con. Đó, và đặc biệt cái giá của nó cũng khá là mềm, vì em sưu tầm 4 bức này giá rất là mềm. Đó, ván sau lưng đây cũng được người ta làm đúc keo rất là kỹ nè, ngày xưa người ta làm kỹ lắm, thủ công hết. Đó, bộ này em giao lưu cho bà con của mình nha, có giá là 7 triệu thôi, 4 tấm, 7 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa Lại Nguyên cũng xin mến chào bà con, chân thành bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con của mình, xin hẹn bà con mình vào những clip kế tiếp ạ.